Thời điểm trên họ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, ví dụ như là
ra đẹp. Thứ hai nữa là khi dùng dung thì nó sẽ dùng chữ với dạng là linoleum ở đen và cơ. Nếu như dùng chữ ở đen thì sử dụng trong khi nào ạ? Thì có ở đâu? Trong bàn cơ thể. Còn khi sử dụng, nếu như mà dùng chữ ở cơ thì chỉ sử dụng cho cơ mà không. Và cái sự dùng chữ này cũng có giới hạn. Tiếp nữa với dung thì sao ạ? Đường tích chữ dưới dạng hình mở. Và tại sao người ta lại lo ngại bệnh đái tháo đường? Thì thứ nhất là bởi vì bệnh này kèm rất kèm như thế nào ạ? Phổ biến. À, còn cái thứ hai là gì ạ? Biến chứng mà nó gây ra. Thì biến chứng cho mạch máu lớn và mạch máu nhỏ. Mạch máu lớn thì mình nhớ là ở não, tim, nội đi. Mạch máu nhỏ thì mình sẽ có ở mắt, họng và bàn chân đái tháo đường. Và chỉ số xét nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ học đó là glucose hay còn gọi là đường huyết. Khoảng tâm chỉ là từ 3,9 cho đến 6,1 mmol trên lít. Các tôi hỏi lại, mmol trên lít là hệ thống đơn vị đo đường gì ạ? Không thể. 70 đến 110 mg trên đề xe lít. Mg trên đề xe lít là hệ thống đơn vị. Không thường, không thường. Vị trí tính máu thì chúng ta có hệ thống tĩnh mạch và hệ thống ngoài mạch. Đây là hệ thống tĩnh mạch. Thời điểm lấy máu thì có đường huyết đối, đường huyết bất kỳ và biện pháp dung nạp gluco. Đường huyết đối nghĩa là sao ạ? Trong lúc bệnh nhân chưa có ăn gì hết, như vậy sao lại thường bệnh nhân uống nước đường, uống sữa được không ạ? Không. Đối ở đây có nghĩa là đối năng độ. À, thực phẩm thì chia ra làm ba loại: đạm, đường, béo. Đó là ba nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Và ở đây đối mình dùng là không cung cấp năng lượng, tức là không ăn nhưng mà cũng không được uống nước đường, không uống sữa luôn. Như vậy
lý thuyết có nghĩa là dựa vào một trong bốn tiêu chuẩn này là chẩn đoán người đó đáp ứng được không đáp ứng được kể hai đó
Thank you.
còn cơ tim bên đây nó sẽ gây tình trạng gọi là thiếu máu. Cái mảng sơ của nó có thể là cholesterol nên máu đi qua nó bình thường, có thể là thiếu máu và đó thì còn cơ tim bên đây là hoàn toàn còn cơ tim gây thiếu máu. Thì trong trường hợp mảng sơ của nó bị vỡ ra giống như thành thành một cái vết thương ở trong lòng mạch, thì khi đó tiểu cầu sẽ kéo lên giống như khi mình bị cái tai tiểu cầu sẽ tới vết thương của mình mặt, thì trong lòng mạch cũng vậy. Khi cái này nó vỡ ra tiểu cầu kéo lên sẽ rất tắc, thì khi đó máu qua đây không đủ thì phần cơ tim bên đây sẽ không có máu để đem tới, thì sẽ không tới bệnh viện kịp thời. Như này cái tình trạng gọi là nhồi máu cơ tim, như thế là cơ tim. Còn nếu như trên não thì nó sẽ là đột quỵ. Nên là chúng ta sẽ có trường hợp là nhồi máu cơ tim cấp có ST trên lớn, ST trên điện tâm đồ. Còn nếu như mà trên điện tâm đồ xuất hiện sóng quy thì có nghĩa là không tới đầu cơ tim hay là chết rồi. Đây là chuyện mình cho vui luôn nhé ha. Đó là quả tim họ sẽ đánh cho vui. Thì đây là một máu đông sẽ ức tắc và làm cho máu đi qua con ruột. Và xét nghiệm bệnh về gan. Lai này học thì tôi nhớ lúc học theo kiểu ví dụ là tôi sẽ hỏi các xét nghiệm sau đây xét nghiệm nào được đánh giá chức năng bài tiết của gan: AST, ALT, bilirubin, albumin. Không phải là AST, troponin là xét nghiệm để chẩn đoán nhồi máu.
Còn trong trường hợp mà phẫu cơ tim AST cũng tăng hơn chứ nó không được dùng để chẩn đoán. Còn trong cái ALT thì sao ạ? Đặc trưng cho cái ALT.